Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Tuyền Cốc Y. Hôm nay Tuyền mời tất cả các bạn cùng đi bán một buổi đồ chơi với Tuyền nhé. Đây là cuộc sống hàng ngày của Tuyền, có mỗi ngày vào khoảng 5 giờ chiều là mình ra lề đường mình bán, tới khoảng 8 giờ 30 phút tối là mình dọn về. Đây là cuộc sống mưu sinh của Tuyền hàng ngày đó các bạn. Cũng vui lắm nhé. Các bạn xem và trải nghiệm cuộc sống cùng với Tuyền nhé. Tròn ly để đi đá cà cao sữa. Có cà cao hả? Đi Milo sữa. Milo đi. Milo, Milo. Tuyền xin chúc tất cả các bạn và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé. Từ thôi, không gấp, mình còn nhiều thời gian nha. Cái xà bông với cái ở nhà có rồi là mình không mua. Đúng rồi. Ok. Ở nhà không có thì mua. Bữa nay hai đại ca không lợi. Không lợi à? Biết lợi gì? Đây là cái gì? Thôi, hộp trang điểm cái gì không? Người ta biết cái gì không? Cái đó của hộp trang điểm. Đúng rồi, hộp trang điểm. Của nữ đó. Của bé đúng không? Cô muốn lấy nào bắt đi. Chơi đi con. Chơi nó bây giờ nó nữ hay nam cũng được, không nó lấy chậm cũng được. Nó không quan trọng cái gì đó nữa. Nó vui là được. Biết hết. Nào lựa nè. Tự chọn. Tự chọn. Cái nào con sóc ra. Sóc ra đi con. Ừ, con thích cái nào thì lựa đó. Nhóc luôn. Nãy không dám dám chơi sớm tại sợ công an á. Để công an ơi, giám sát ra đâu. Anh nữa hả? Anh cô bé nữa nè. Cô bé được chồng, được chơi nhiều quá dồn ra. Suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? 39 em. Suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, lên xe. Lên xe, lên xe. Lên xe. Lấy gì em gửi tiền? 39.
Đỡ cái bọc này. Đây 40 luôn đi chị ơi, 39. Trời ơi. Để đi. Rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Có màu đỏ không? Màu đỏ chứ. Màu đỏ hả? Ừ. Để đi, hồi con có mẹ nó qua nó. À. Rồi nha con. Để đi để chút mẹ qua xem. À. Thôi đợi cho nó đi nhé. Cuối tuần hay gì chở đi chơi? Cuối tuần. Mấy đứa rồi? Một đứa. Một anh nữa hả? Đi cần lắm. Dạ, ba đứa vậy thôi à. Đẹp trai vậy mà có duyên chứ mà. Sao? Ờ, lại tới chỗ hả trời? Giờ con muốn đi đâu? Đi đâu? Đi ăn đúng không? Chứ đi đâu? Đây có buồn gì không? Buồn ở đây. Lên xe ha, à, lại đi về luôn. Rồi, đi vòng vòng. Đi về luôn nha. Trời mưa, bữa nay nắng rồi đi bán lại sợ công an nè. Sợ thì tự giờ không dám dọn. Bỏ gì? Hồi nãy chắc lên xe hay gì á, đem vô trong kho hay gì á, mẹ em tưởng đâu là đuổi đó. Dịch leo thang hết rồi, còn còn có loại dịch này nè. Ôi, dịch leo thang á cho nó coi. Ờ, dịch leo thang thì chỉ hết rồi. Dạ. Sao bữa nào ghé? Ừ.
ra nó bữa nay là quanh cúp cúp này là nàng cúp luôn á. Ra nó bữa nay quanh cúp rồi. Tôi nói quanh cúp mà dạo này có mấy cầu xóa nợ đó nhóc á chứ. Quanh đi, quanh cúp đi. Qua cái đợt quanh cúp này là bắt đầu có cầu xóa nợ.
không? Quay đó. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bán ế quá. Bán ế quá thì tập thể dục luôn. Tập thể dục luôn. Nè. Đồ chơi bán nhóc hết trơn mà không ai mua. Các bạn có thích video thì hãy ủng hộ Tuyền một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Tuyền nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.